Hello, chào các bạn lại quay lại với kênh của mình Tui Tool. Chúng ta lại quay lại với công việc yêu thích, quen thuộc. Đó là làm đẹp Eto cùng với mình Tui Tool. Và hôm nay mình giới thiệu với các bạn một cái Eto cũng rất là dễ thương, nhỏ nhắn, xinh xắn, dễ thương. Nhưng mà giá thì cực kỳ khó chịu các bạn. Và đây là một cái Eto được một cái anh khách hàng quen đã mang đến cho Minh TV dọn cách đây cũng khá lâu. Và cái Eto này được một anh khách hàng mang từ Mỹ về, ship trực tiếp từ Mỹ về các bạn. Và cái công việc chính của anh cũng không phải là về cơ khí đâu, nhưng mà anh có một cái niềm đam mê với những cái Eto Wilton của Mỹ, và đặc biệt là cái dòng Chicago. Và anh đã sưu tầm những cái Eto Chicago với đủ các kích cỡ size, mang đến đây cho mình TV restore lại cho nó đẹp để anh trưng bày thôi. Thì khi anh mang đến cho mình thì cái hàm của nó chỉ còn lại bao nhiêu đây, một cặp hàm thì đã mất hết một bên, và một bên thì chỉ còn lại bao nhiêu đây. Và mình đã phục hồi lại nó, mình đã phục hồi lại cái phần môi dưới đã bị gãy của nó ha, tạo hình lại. Như các bạn thấy đó, không phải như là chúng ta nghĩ là tất cả các anh Tây đều dọn cái tool nó hoàn hảo đâu. Phải người nào cũng có cái tay nghề để mà dọn cho nó đẹp được. Khi mà hiện trạng anh mang về thì bên kia họ đã dọn sẵn rồi, nhưng mà rất là nhem nhút, rất là nhìn rất là thiếu thẩm mỹ ha. Thì mình đã cố gắng khôi phục lại nó với hiện trạng gần như ban đầu nhất. Những cái phần nào mà nó còn đẹp ok thì mình cố gắng giữ lại, những chi tiết nào thiếu thì mình bổ sung. Tuy nhiên cái phần chuồn chuồn để vặn tay này thì anh không yêu cầu là phải làm lại, phục dựng lại. Thì mình vẫn giữ lại hai cái con ốc bắt của nó ha. Một vài cái ốc vít thiếu thì mình đã thay thế bằng ốc lục giác với cái size tương đương. Một cái nắp bít ở phía sau bị mất, mình đã tiện mới. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết lắp ghép Eto Wilton Chicago size number 3. Okay. Cái con này được sản xuất năm 1945 nha các bạn. Date của nó là tháng 12 năm 45. Thanh trượt dẫn hướng của nó còn khá là đẹp, khá là đẹp. Và với những con thế hệ đời đầu như thế này thì chất gan của nó đúc rất là đanh nha các bạn. Chất gan cầu của nó đúc rất là chắc, đanh chắc như kiểu thép á. Thì chúng ta có thể phục dựng lại những cái phần chi tiết nào mà nó bị lỗi bằng cách hàng mic nó dẫn ăn. Không nhất thiết chúng ta phải dùng cái que hàng gan chịu lực đâu, dùng hàng mic chúng ta đắp tạo hình lại cho nó. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi tiến hành lắp ghép. Đây là cái màu sơn mà anh yêu cầu mình sơn lại cho anh, theo cái màu sơn mà anh khách ảnh đưa cho mình. Đối với những cái Eto bé bé như thế này thì cái việc lắp ghép của nó hết sức đơn giản ha.
Lưu ý là cái này nó chỉ xoay được 180 độ thôi nha các bạn. Nó có hai cái phần giới hạn ở phần đế của nó nên chúng ta không thể xoay 360 như như những cái con Eto thế hệ sau đâu. Khá là chắc ha. Lóc bằng tay thôi là nó cũng rút cứng à. Ok, chúng ta sẽ lắp một cái phần hàm vào. Điều rất là thú vị đối với những cái Eto Wheaton của Mỹ đó là một số cái chi tiết tính kế thừa nó khá là cao các bạn. Tí nữa mình sẽ lấy ví dụ cho các bạn xem. Đây là cái chi tiết mà lúc nãy mình có nhắc cho các bạn ha, là cái tính kế thừa rất là cao. Cho dù cái Eto bé như thế này hay là cái Eto C3 780 kg thì họ vẫn dùng chỉ có 3 cái con ốc 5 ly nhỏ xíu như thế này để giữ cái lồng đền chặn trục vít me ha. Đó là một cái điều rất là thú vị. Vì sao họ dùng những cái ốc bé như thế này mà giữ cho những cái kể cả đến những cái Eto thật là lớn? Tại vì họ tính một cái lực mà khi mở miệng ra của nó thì không quá lớn như cái lực siết vào. Thành thử ra chỉ cần kết nối bằng ba cái con ốc 5 ly, ba cái bu lông 5 ly là đã đủ rồi ha. Trừ phi là nó bị rỉ sét hoen rỉ theo thời gian thì chúng ta bắt buộc phải mở ra vệ sinh. Nhiều bạn không biết mà nó đang hoen rỉ mà các bạn cứ cố tháo ra thì ba con ốc này nó sẽ bứt, nó sẽ không chịu nổi ha. Khi mà một khi mà cái cốt này nó đã bị hoen rỉ, nó hít cứng vào cái phần thân rồi thì chúng ta cứ cố mở ép ra thì một cái Eto to nặng mà chỉ chịu bằng ba cái ốc có 5 ly như thế này thì chắc chắn sẽ không có trụ được. Ba con ốc zin này của nó sử dụng vít dẹp ha, thì mình vẫn giữ lại. Chất liệu ốc của nó là bằng thép khá cứng nha các bạn. Ốc zin nó thép khá cứng. Và nếu chúng ta thay thế thì chúng ta cũng sử dụng những ốc lục giác thép ở những cái vị trí này. Thì nó sẽ đảm bảo hơn là chúng ta dùng những cái ốc máy 5 ly khác. Độ cứng nó không có đạt như cái ốc của nhà sản xuất.
cái Eto Whitten, họ nổi tiếng là cái độ trơn mượt của trục vít me. Khi chúng ta xoay chỉ cần dùng một cái ngón tay thôi, chúng ta có thể xoay ra vào rất là nhẹ. Vì vậy ở vị trí này họ chỉ thiết kế gần ba cái con ốc thôi. Một số cái Eto khi mà về tới Việt Nam đây, thợ của mình sáng tạo thêm, khoan thêm cho nó thêm vài lỗ nữa, bắt thêm 4 5 con ốc 6 ly nữa. Thứ nhất là nhìn nó mất thẩm mỹ, thứ hai nữa thực chất là nó không hiệu quả. À, họ đã tính cái lực rồi, các bạn thấy rất là nhẹ không, ra vào rất là nhẹ, chỉ bằng một ngón tay thôi là đây. Một cái chi tiết sau cùng là cái mặt bích. OK, như vậy là việc tháo ráp hết sức đơn giản đối với một cái Eto mini như thế này các bạn. Và mình vừa đã hoàn thành xong việc lắp ghép một cái Eto Wilton Chicago, mã của nó là number 3. Những cái dòng Eto càng nhỏ thì nó lại càng đắt tiền. Một cái lý do mà mình chưa hiểu đến thời điểm hiện tại, có thể là do số lượng nó ít hoặc là nó sử dụng cho những cái công việc nó chuyên môn hơn, như là thợ kim hoàn hay là những cái thợ sửa đồng hồ như tiết đắt giá khác nữa, mà cái Eto nó giá trị nó cũng đắt theo. Và như anh khách chia sẻ thì một vài cái Eto nó còn nhỏ hơn nữa, khi ship về đến Việt Nam này giá trị của nó thậm chí còn mắc hơn cả những cái Eto mà 70 80 kg. Và người hâm mộ họ vẫn săn lùng những cái Eto size nhỏ như thế này. Rất là xa xỉ, không phải ai cũng theo đuổi được nha các bạn. Mình lại được hữu duyên với được một cái hữu duyên được cơ hội dọn những cái Eto nhỏ như thế này, với cái tuổi đời nó rất là sâu và những cái chi tiết hoàn thiện của nó cũng rất là đẹp các bạn. Càng ngắm chúng ta sẽ càng thấy những cái nét đẹp thiết kế của nó và những cái nét hay ở trong thiết kế của nhà sản xuất. Và nếu mà chúng ta thực sự sử dụng trải nghiệm với những cái Eto như thế này thì chắc chắn nó sẽ đem lại nhiều cái cảm hứng cho các bạn trong cái công việc. OK, cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip của Mentui Tool. Nếu có những chi tiết nào các bạn cần bổ sung để chúng ta chia sẻ trao đổi, các bạn có thể để lại comment bên dưới và đừng quên nhấn đăng ký kênh, nhấn vào cái chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào của Mentui Tool. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ kênh. Xin chào và hẹn gặp lại.